Nhận định bóng đá Arsenal với Man United 0:30 ngày 31 tháng 1 vòng 21 ngoại hạng Anh, muốn chứng tỏ thất bại cay đắng trước đội bét bảng Sheffield United ở vòng đấu gần nhất chỉ là tai nạn, Manchester United phải lập tức giành thắng lợi trở lại, nhưng thật không may, đối thủ của họ đêm nay lại là Arsenal, trên sân nhà, pháo thủ đủ sức khiến Manchester United vấp ngã thêm lần nữa, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận thua 1-2 trước Sheffield United vòng trước chứng kiến một Man United bế tắc trong tấn công, bạc nhược trong phòng ngự như hồi đầu mùa, thời điểm họ liên tiếp thất bại trước Crystal Palace hay Tottenham. Tuân JB thi đấu như một cầu thủ nghiệp dư, không thể hoàn thành nhiệm vụ ở cả hai bàn thua. Maguire cũng chưa thể hiện được vai trò đầu tàu ở khâu phòng ngự, trong khi đến cả chốt chặn đáng tin cậy nhất là De Gea cũng mắc lỗi ở cả hai bàn thua. Đầu tiên là pha ra vào thiếu chuẩn xác, rồi sau đó anh phá bóng vào chân đối phương trong pha thủng lưới thứ hai. Trên hàng công, Marshall lẫn Rashford tỏ ra quá mờ nhạt, đấy cũng là hình ảnh tiêu biểu của nhạc trưởng Bruno Fernandes trong trận đấu này. Dường như việc phải cầy ải liên tục đã khiến các trụ cột Manchester United đuối sức, nhiều người tin rằng trận thua có vẻ bất ngờ trước Sheffield United thực ra lại là một chỉ dấu đầy logic cho một chu kỳ đi xuống của Manchester United sau khi đội bóng này đã bay cao hết tầm, trong khi đó Arsenal đang thay ra đổi thịt tại Premier League. Sau giai đoạn kém cỏi với việc rớt xuống gần nhóm nguy hiểm, Arsenal đã bật lên mạnh mẽ khi thắng 5, hòa 1 trong 6 trận gần nhất. Dù đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng nhưng nếu xét về số điểm giành được ở 6 vòng gần nhất, Arsenal vẫn hơn Manchester United 3 điểm. Về số bàn thắng, họ ghi được 14 bàn, trung bình 2,33 bàn trận. Con số tương tự bên phía quỷ đỏ chỉ là 7 bàn và trung bình 1,16 bàn trận, có nghĩa hàng công Manchester United chỉ hiệu quả bằng một nửa đối thủ. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Arsenal cũng thi đấu ổn định hơn trước với mạch 5 trận sạch lưới kéo dài từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến 19 tháng 2 năm 2021. Rõ ràng, Arsenal đang mang lại một hình ảnh tích cực và giàu sức sống hơn. Trong khi đó, không chỉ ở thất bại trước Sheffield United, mạch trận gần đây đã chỉ ra nhiều vấn đề đang tồn tại ở tập thể của Ole Solskjaer. Sau màn vùi dập Leeds 6-2, không trận nào tại Premier League họ thắng chênh lệch quá một bàn. Các chiến thắng đều rất mong manh và mang nhiều dấu ấn của may mắn. Rõ ràng, đấy không phải là màn trình diễn của một ứng viên vô địch nặng ký. Có lẽ người hâm mộ quỷ đỏ đã quá mộng mơ về viễn cảnh họ có thể đua vô địch sòng phẳng với Man City. Thực lực bản lĩnh của Manchester United là chưa đủ, đội bóng này kém xa gã hàng xóm ồn ào ở chất lượng lối chơi, phẩm chất ngôi sao và bản lĩnh vượt qua khó khăn, bởi vậy khó trông mong vào việc Manchester United có thể mang lại một hình ảnh tươi mới trong trận đấu với Arsenal, nhất là khi các trụ cột của họ có quá ít thời gian để sạc lại năng lượng sau trận đấu với Sheffield United cách đây 3 ngày, khi mà bình năng lượng đã cạn kiệt, lối chơi lại không có sự tươi mới. Lực lượng dự bị không có nhiều phương án đủ sức thay các vị trí chủ chốt, Manchester United sẽ gặp vô vàn trước sức trẻ, nguồn cảm hứng dồi dào và cả lợi thế sân nhà của Arsenal, nên nhớ tại Emirates, Manchester United thua 4, chỉ thắng 2 trong 6 lần làm khách gần nhất, còn tính chung sân khách sân nhà thì họ thua Arsenal 3, chỉ hòa 1 ở 4 trận đụng độ gần nhất, dự đoán Arsenal với MU 1-0.